Alo, xin chào mọi người nha. Hôm nay xin quay cái máy rửa bình. Hôm nay máy máy rửa bình hai chức năng. Một chức năng là ráng lo bình bê nè. Ráng lo bình bê. Pha chậu lo bình bê mình bỏ vô đây luôn. Chứa nước trong đây luôn. Chậu thứ hai là tráng rửa bằng nước rửa sạch đó. Rửa bằng nước thường thì chỉ cần mà sập cửa xuống, bỏ bình vô sập cửa xuống chạy nè, nước nó phun tung té luôn đó. Rửa giúp cho mình rất là nhanh gọn trong cái việc rửa. Còn tráng thì mình để cái bình vô nó cũng tráng luôn, để bình vô đầy tráng. Rất đơn giản, tủ điện có điều khiển bằng khởi động từ đó. Tủ điện mà điều khiển bằng khởi động từ siêu B và relay thời gian, giúp cho việc ổn định điện, nó rất ổn định. Bật máy thì chạy chế độ tự động hết, rất là khỏe. Inox thì làm inox 304 đó. Bơm cũng bằng bơm inox 304 rất chắc chắn luôn. Motor kéo motor của Nhật, chạy nhông xích rất bền bỉ, chạy nhông xích giống như xe gắn máy mình vậy, rất bền, chạy dây con ro là tuột không. Ở đâu đây thì xài cái mặt mica cường lực, mica dày. Dưới nữa thì có bộ tăng đưa, dưới này có bộ tăng đưa thoải mái luôn. Tăng đưa xích kéo xích được thoải mái, thấy không? Có bộ tăng đưa đó. Chỗ thì có 6 cây, quét trong quét ngoài, quét đáy bình đồ này đủ hết, giúp cho bình nó nhanh sạch. Chỗ có 6 cây rồi. Chỗ trên này thì có một cái chỗ đế, chỗ có 6 cây đó. Mấy cái chỗ trụ quay liên tục, cái này có cái chỗ đế nữa nè, quay rất nhanh. Khung bọng tấm đế rồi là inox 304 hết, rất dày. Bao mọi người xài bơ rất là bền bỉ nha mọi người nha, xài bao bền luôn, quay rửa rất sạch, rất bền bỉ, rất ngon. Xài điện 220 một pha. Đó, điện 220 một pha. Xài điện 220 một pha. Rất đẹp luôn nha mọi người nha. Ai có thích mà máy rửa cho nó nhàn nhã thì liên hệ mình nha mọi người. 0907 749 286. Máy rất đẹp. Rồi. Chào mọi người nha.